Ngày 30 tháng 1, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã thăm và làm việc tại huyện Yên Châu nhằm nắm tình hình của huyện trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong dịp Tết, các ủy chính quyền huyện Yên Châu đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo ban hành các chỉ thị kế hoạch công văn để cụ thể hóa các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, huyện đã tổ chức trao tặng trên 2.040 xuất quà với tổng số tiền trên 650 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới trong dịp Tết được đảm bảo. Người dân trên địa bàn huyện vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được chú trọng. Tiến độ công tác tiêm chủng tiếp tục được đẩy nhanh. Huyện cũng quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện triển khai thực hiện các giải pháp về tiêu thụ xuất khẩu nông sản năm 2023 theo kế hoạch. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lường Thị Vân Anh đề nghị huyện Yên Châu tiếp tục giả soát các quy chế quy định để sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp của Ban thường vụ huyện ủy, quán triệt sâu sắc các nghị quyết văn bản mới của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ đảng viên và nhân dân, chủ động nắm tình hình cơ sở, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ, giao nhận quân tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm. Nhân dịp này, đồng chí Lương Thị Vân Anh cùng đoàn công tác của tỉnh và huyện đã thăm và tặng quà chi bộ ban quản lý bản khá xã Sạp Vặt. Đây là bản đang được huyện Yên Châu triển khai xây dựng mô hình du lịch nông thôn.